bạn, hiện tại mình đã có mặt tại Trung tâm Thương mại Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh. Và đây là quang cảnh xung quanh cửa khẩu Tân Thanh. Xa xa chúng ta đã nhìn thấy cánh cổng chùa Tân Thanh. Và các bạn hãy quan sát hình ảnh mình đang quay xung quanh sân chùa. Và khi mình ghi hình ở bên ngoài xong, mình sẽ đến thăm trong chùa. Và các bạn hãy theo dõi hành trình của mình để đến để vào trong sân chùa nha. Trước khi vào chùa thì mọi người cần mua sắm một chút đồ để vào trong chùa. Đây, trước cửa chùa có rất nhiều những nông sản. Ừ đấy, 50.000. Không lấy gói. Đấy, 50.000 một gói, 50.000 một gói. Đấy. Hai bu chị đấy. Cái này là 60.000. Thôi chỉ lấy một thứ thôi em ạ. Đây đây chỉ có thứ thôi. Đây để cho tí em ạ. Chúng ta bắt đầu vào trong chùa Tân Thanh. Mời các bạn hãy theo dõi hành trình của mình vào thăm chùa Tân Thanh nha. Vậy đợi sếp đã, sếp đâu? Mời chào ông nha. Ông thổi giáo ông ơi. Tất nhiên là không bằng lớp trẻ đâu. Vâng. Thổi hai đi ông ạ. Giờ là các cô đang chào nhá. Cấp ba Bình Yên đây này. Chào cấp ba nhá. Nội chú ấy. Ừ. Có. Đi chưa? Tí nữa ra chụp, bây giờ đang quay. Tí nữa đi chụp. Con mua gì? Con mua gì?
Nãy là chung chung nhau ghê nhỉ, à, vâng chào anh nhá, đi chào nhá, vâng lấy đi từ sáng, mai mới về, hả? Mai mới về, vâng vâng, đây mai mai về chứ tí tối nay ở ngoài hội kia rồi nhỉ, chào nhá. Đứng sang bên này đi, đứng sang bên này. Ra xuống đây. Bà nội chú. Tí nó ra chụp ảnh. Ảnh tí nó ra nó đỡ chói. Bây giờ chụp ảnh nó sẽ chói mặt tí. Ở đây đây hội mình đây. Ê các bạn ơi. Đây đoàn của mình bắt đầu vào nhá. Người dẫn đầu ra mặc áo trắng các bạn ơi. Đây là đoàn trường nội trú Bình Yên. Tí nó quay ra chụp nó phải chói mặt nó mới đẹp. Đây các bạn nha, đây là cổng chính của chùa đấy. Đầu qua cổng chính thì mình sẽ đến một cái khuôn viên trong chùa. Đây là quang cảnh xung quanh bên ngoài chùa Tân Thanh. Đây, khách thập phương đến du xuân rất nhiều. Các vị Phật, Phật là Hán.
Hôm ngoái cái cây mận này này lúc đó đầy hoa. Chờ đi. Đây là giảng đường. Đây là lối tiếp tục lên chùa hang. Đây là người bé á, rất tẹo mà không to đâu. Đây mình sẽ các bạn đến vào thăm quan trong cung trong sân chùa. Mời các bạn đến chân nha cái công đức Hoàng Văn Dũng. Có xin đại sĩ Định Hóa Thái Nguyên. Ở đây chú Thảo làm đâu? À đấy. Lộc thank you. Đây là lộc đầu xuân nhé các bạn nha. Đây, được lộc đầu xuân. Đây là mời các bạn tham quan này. Khung cảnh tầm trong thân chùa một. Các vị là La Hán đấy. Đây là dòng chính giữa. Thank you.
Chị hả đi. Đây là hai vị thần này. Hán và các vị thần đi. Đây là đi. Quá đẹp rồi các bạn nha. Nên là tượng Phật nhìn mắt nhìn tai các bạn nha. Đây là quảnh chùa quay từ trên cao xuống các bạn này. Tiếp theo buổi chiều hôm nay để mời các bạn nhé theo chân mình đến thăm đền mẫu Đồng Đăng tại Lạng Sơn. Đây là cổng chùa, cổng chính. Ôi, đẹp lắm các bạn ạ. Bắt đầu qua cổng chùa vào đến không gian bên trong sân chùa. Đẹp. Rồi, ở đây chia sẻ mọi người một chút cái đồ quanh dưới chân chùa này. Đây là cái đồ lễ. Trước khi lên chùa này chúng ta có thể qua đây để mua đồ lễ đây. Đồ lễ đã sắp sẵn rồi. Nếu cần thiết thì các bạn có thể đến đổi tiền lẻ đấy, rất nhiều. Sẵn ở ngay cảnh gần chùa là khu bán đồ lễ, rất nhiều các bạn. Nơi viết sớ và sắp lễ. Quang cảnh không gian mọi người đang xem. Nơi mà các mọi người đang đến đây làm lễ. Theo là mình đeo theo lối lên đèn nha. Enter space. Đẹp đấy nhỉ. Thank you.
Đây là không gian đây là một loạt tiếp trong đèn toàn này. Kết thúc video thăm chùa Tân Thanh và đền Mẫu Đồng Đăng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo trong chuyến du xuân tại Lạng Sơn năm 2024. Xin chào và hẹn gặp lại.